Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tiêu dùng 24/7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, canxi chiếm khoảng 1,5 tới 2% trọng lượng của cơ thể, trong đó 99% canxi nằm ở xương, răng, móng tay và móng chân và 1% còn lại nằm trong máu, trong tổ chức tế bào và dịch ngoài tế bào. Và để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của canxi thì mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây của chuyên gia. Canxi là một trong các nguyên liệu để xây dựng nên cái bộ xương của cơ thể. Nó là một trong thôi nhất chứ không phải là toàn bộ cái bộ xương là canxi. Thứ hai á, là để hấp thu được cái canxi vào cơ thể thì phải cần vitamin D3. Còn K2 lại là vai trò để làm sao sử dụng canxi vào trong cái bộ xương. Còn nếu không có những cái thứ đó thì cái tỷ lệ gắn, tỷ lệ hấp thu nó thấp thì mình có sử dụng nhiều canxi cũng không có sử dụng được cho cơ thể. Hai cái giai đoạn mà tôi cho là quan trọng nhất là giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, hay đặc biệt là cái thời gian mà ở trong bụng mẹ, 9 tháng ở trong bụng mẹ. Thì 9 tháng đó ấy, là vai trò của canxi rất quan trọng. Ngay ở 2 năm đầu đời là cái tốc độ phát triển chiều cao cao nhất. Cái tốc độ phát triển ấy, cái giai đoạn ấy là nó cao, nó nghĩa là theo đồ thị thì nó đứng lên này, sau đó thì nó sẽ đi ngang. Đấy. Cho nên là cái giai đoạn 2 năm đầu đời cũng lại rất quan trọng. Giai đoạn thứ hai mà cái đồ thị về chiều cao nó ngoặt lên ấy là giai đoạn ở tuổi dậy thì nó lại dựng đứng lên. Đấy. Thì nó dẫn đến cái chuyện là cái chiều cao nó mới tăng được. Thì cái giai đoạn thứ hai thì ngoài canxi ra có một vấn đề nữa rất quan trọng là các hormone tăng trưởng, nó phải ra đời phù hợp, tức là giữa cái lượng canxi ăn vào, đúng không, sử dụng canxi với cái việc làm sao hormone đúng cái thời điểm ấy. Qua chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng giai đoạn dậy thì được xem là thời điểm vàng để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Vì vậy, việc bổ sung đầy đủ canxi cho trẻ trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết. Đây cũng chính là nỗi lo của các bậc phụ huynh cũng như nhiều bạn nhỏ trong giai đoạn dậy thì không biết bổ sung canxi như thế nào cho đúng cách. Và ngày hôm nay, chương trình Tiêu dùng 24/7 đã mời tới trường quay hai vị khách mời vô cùng đặc biệt để cùng bàn luận về vấn đề này. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Xin chào MC Bảo Ngọc. Xin chào quý vị khán giả. Và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Câu hỏi đầu tiên thì Bảo Ngọc sẽ dành tới nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Được biết là anh ở nhà có một cô con gái lớn trong độ tuổi từ 15 đến 20 phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Ở nhà thì Công Lý có một cô con gái lớn, năm nay cháu cũng 20 tuổi rồi. Ở nhà gọi là Kiến. Chắc chắn là giống như nhiều bậc phụ huynh khác thì ở nhà anh cũng rất là quan tâm tới từng giai đoạn phát triển thể chất của bạn Kiến nhà mình. Vậy thì không biết là anh có dùng thêm những biện pháp hỗ trợ nào cho vấn đề này không ạ? Thực ra với đặc thù công việc ấy, thì cho nên là Công Lý hay phải đi công tác xa và dài ngày. Đâm ra cái thời gian mà cái giai đoạn mà phát triển của con ấy thì là mình không có nhiều thời gian. Thế đâm ra là cũng phải tìm hiểu là thêm nhiều để xem là có những cái sản phẩm gì mà để là gọi là tăng trưởng về mặt trí tuệ, rồi về mặt thể lực, thể trạng cho con. Thế thì cũng tìm hiểu rồi là được các chuyên gia tư vấn cho thì cũng đã tìm được một cái sản phẩm để cho bạn ấy sử dụng, và rõ ràng là mình thấy là cũng có thể là do cái lứa tuổi đấy lớn rất nhanh, thì trong vòng độ khoảng ví dụ mình đi công tác một tháng về thì nhìn thấy nó khác hẳn, thì là cũng là do một phần là do cái tuổi đấy và hơn nữa là do những cái sản phẩm đấy nó tác động. Cảm ơn những chia sẻ tới từ nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Và câu hỏi số 2 thì Bảo Ngọc sẽ dành cho ca sĩ Phương Mỹ Chi. Chi ơi, ở lứa tuổi này thì em có quan tâm tới sự phát triển thể chất của mình không? Dạ có thưa chị, tại vì đối với em thì em nghĩ độ tuổi nào thì cũng quan tâm về cái vấn đề sức khỏe của mình, và đặc biệt là ở cái độ tuổi mà cỡ 18 đến 20 tuổi thì quan trọng nhất là cái chiều cao. Cho nên là em cũng tìm hiểu rất là nhiều sản phẩm để mà mình có thể tốt cho cái cơ thể của mình, cũng như là làm cho xương của mình chắc khỏe để mình phát triển chiều cao nhiều hơn. Em thì em rất là hay tập vũ đạo, rồi cũng là tập thể dục thể thao rất là nhiều. Mà mỗi lần mỏi là em hay vặn xương á, nghe rớp luôn, mình nghe cái tiếng nó rất là thích, nhưng mà thật sự ra là nó không có tốt cho cái xương của mình. Và
ngoài ra em còn bị chuột rút nữa. Ví dụ do mình tập tài như chân mình để nguyên một tư thế thì nó kia thì đấy là một chuyện khác. Yeah. Còn có một nguyên nhân dẫn đến chuột rút đấy là thiếu canxi. Uh-huh. Cái người nằm một buổi đêm mà nằm ngủ mà hay bị chuột rút ấy, là thiếu canxi đấy. Oh. Thế tiếp với lại cả cũng phải chia sẻ thật là như này, cách đây 3 tháng Công Lý cũng được mọi người giới thiệu và cũng được nghe nhiều chuyên gia tư vấn về những cái sản phẩm mà để phát triển chiều cao rồi là cả về thể chất rồi về trí tuệ. Thì là có biết được biết đến cái sản phẩm là Grid 2. Đấy thì là cái sản phẩm đó thì mình cũng tất nhiên là mình yên tâm một điều là được các chuyên gia giới thiệu, cho nên là mình mới mua về cho bạn Kiến sử dụng. Và sau khi mà bạn ấy sử dụng 3 tháng ấy thì đầu tiên là bạn ấy phát biểu cảm tưởng. Bạn bảo là con rất thích, bởi vì thứ nhất là nó rất dễ sử dụng, rất dễ uống và rất là tiện. Thế và rõ ràng là bạn bảo là bây giờ con cảm thấy là mỗi lần con học hành cái trí nhớ của con nó được cải thiện rất là tốt, và đặc biệt là chiều cao. Và bạn ấy không bị như kiểu trường hợp như là Phương Mỹ Chi. Yeah. Là bạn những cái hoạt động thể chất của bạn ấy là không bị mỏi. Yeah. Bạn cảm giác là xương chắc khỏe lên. Và rất là hay một cái là bạn ấy trước thì bạn ấy không tham gia những cái hoạt động thể chất ở trường đâu, bóng rổ hay là kiểu như là bóng những cái trò mà giáo dục thể chất ấy, là bạn ấy không tham gia, nhưng bây giờ là bạn hào hứng lắm. Như vậy là sau một khoảng thời gian tìm hiểu và tham khảo các sản phẩm khác nhau thì nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã tìm được một phương pháp hiệu quả giúp hỗ trợ và bổ sung canxi và vitamin dành cho bạn nhỏ nhà mình, đúng không ạ? Công Lý thì không phải là chuyên gia, thế nhưng mà bởi vì là con mình sử dụng sản phẩm này, đâm ra mình phải tìm hiểu. Tức là mình biết là cái sản phẩm Grid 2 này ngoài canxi ra nó còn bổ sung cho cơ thể là vitamin D3 và vitamin K2, rất tốt cho sức khỏe. Vậy thì quay trở lại câu chuyện của Phương Mỹ Chi, khi mà em gặp những vấn đề như vậy về sức khỏe thì không biết là cha mẹ có những giải pháp nào để hỗ trợ việc này không? Dạ thì giống như hồi nãy em nói là mỗi lần mà em bị chuột rút thì em rất là khó chịu, và cho nên là em phải kiểu nói với mẹ liền, xong rồi hai mẹ con mới cùng nhau để tìm kiếm cái giải pháp. Thì cũng đi hỏi tất cả mọi người rất là nhiều, rồi cũng coi trên mạng. Thì thật sự ra trên mạng thì rất là nhiều thông tin, mà nó tin giả cũng có, tin thật cũng có, cho nên là em với mẹ cũng rất là hoang mang. Nhưng mà cũng rất là may mắn là nhờ một cái cô bạn của mẹ em á, là giới thiệu cũng cho con uống cái sản phẩm Red 2 này. Sau đó thì em mới mua trên web của công ty á, để cho mình yên tâm là cái hàng chính hãng. Thì sau đó mới về uống. Thì sau khi mà em sử dụng được 6 tháng, con sử dụng 6 tháng lận, và hiện tại vẫn đang sử dụng, thì cái hiện trạng mà chuột rút á là cảm thấy không còn nữa, và mình cảm thấy mình năng động hơn rất là nhiều. Mình tập mình cũng cảm thấy không có mệt á. Thế xong rồi còn một cái nữa là buổi tối ngủ á, con hay rất là hay bị trằn trọc, và kiểu ngủ không có sâu, hay bị giật mình lắm. Người ta làm tiếng động nhẹ vậy thôi cũng giật mình, nhưng mà từ khi mà uống Red 2 á là con thấy giấc ngủ con rất là sâu, và sáng đi học rất là tươi tinh thần tỉnh. Dạ đúng rồi, rất là tươi tỉnh luôn. Qua những chia sẻ vừa rồi của Phương Mỹ Chi và nghệ sĩ nhân dân Công Lý thì chúng ta có thể thấy rằng cả hai đều có chung giải pháp, đó chính là Grade 2. Chắc chắn là quý vị khán giả cũng đang rất tò mò về sản phẩm này, đúng không ạ? Vậy thì Bảo Ngọc xin phép được mời quý vị khán giả cũng như là hai vị khách mời chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Phẩm bảo vệ sức khỏe Grade 2 là giải pháp hiệu quả vượt trội giúp bổ sung canxi, vitamin D3, vitamin K2, hỗ trợ xương răng chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao, cải thiện tình trạng còi xương ở trẻ. Grade 2 này là một cái sản phẩm nó gồm có hai loại chính. Một tức là cái canxi dạng nano, và hai là tảo đỏ, tảo nâu. Thế thì cái canxi nano ấy nó giống như là cái vai trò của D3, tức nó nhỏ. Nano là rất nhỏ cho nên hấp thu vào dễ. Còn tảo đỏ thì nó lại làm có rất nhiều các cái vi khoáng khác, ví dụ như iốt, ví dụ như magie, ví dụ như kẽm vân vân, thì nó cũng bổ sung vào cho cái xương. Với các thành phần chính như canxi, vitamin D3 và vitamin K2, đặc biệt có hai thành phần nổi trội, đó là nano canxi, tảo biển đỏ, giúp cơ thể trẻ hấp thụ nhanh và cơ xương phát triển mạnh hơn nhiều lần. Được sản xuất tại nhà máy dược phẩm quốc tế Big FA, đạt tiêu chuẩn GMP với dây chuyền công nghệ chiết tách dược liệu hiện đại và đảm bảo vệ sinh an toàn, Get 2 được bào chế dưới dạng viên uống, mang lại sự tiện lợi và dễ dàng sử dụng cho các bạn nhỏ.
Nhờ vào công dụng vượt trội cùng sự an toàn, tiện dụng, sản phẩm đã và đang là người bạn đồng hành của nhiều bạn nhỏ trên toàn quốc. Suy dinh dưỡng thấp còi là tình trạng trẻ chậm phát triển chiều cao, chỉ đạt dưới 90% so với chiều cao chuẩn. Ngoài việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng, cũng cần chuẩn bị cho con một chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý. Vâng, quay trở lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, thì là một ông bố đã thành công giúp cho con mình cải thiện chiều cao và sức khỏe khi sử dụng sản phẩm Great High. Vậy thì anh có những lời khuyên gì tới các bậc phụ huynh đang loay hoay trong vấn đề này không ạ? Nếu như mà để có một lời khuyên với các bậc phụ huynh mà cũng đang lo lắng và đang chưa tìm được ra cho mình một cái cách nào đấy để mà cải thiện cái chiều cao và sức khỏe cho con ấy, thì Công Lý cũng có một lời khuyên với cả các quý vị là nên sử dụng sản phẩm Great High này, bởi vì bản thân Công Lý đã tìm hiểu và bản thân con của Công Lý cũng đã được trải nghiệm. Thế thì bởi vì là Công Lý biết là cái sản phẩm này, tại sao tôi lại khuyên các quý vị như vậy, là bởi vì là sản phẩm này là đã, thứ nhất là nó có đầy đủ thông tin và được chứng nhận của Bộ Y tế. Sau khi tìm hiểu thì Công Lý biết được rằng sản phẩm Great High này, ngoài những cái vi chất tốt cho cơ thể, nó đặc biệt nó còn có vi chất tảo đỏ biển thiên nhiên. Cái vi chất này nó cực kỳ tốt cho cơ xương. Và một cái hay nữa, và Công Lý cảm thấy rất là yên tâm, là bởi vì là có một đội ngũ chăm sóc khách hàng, họ thường xuyên liên lạc và tư vấn cho mình. Ngoài sử dụng sản phẩm ra, sẽ thể thêm những cái chất dinh dưỡng và tập luyện thể dục thể thao để phát huy tối đa tác dụng của sản phẩm. Điều đó là điều Công Lý cảm thấy rất là yên tâm. Chính vì thế hôm nay Công Lý có mặt ở đây để cùng chia sẻ với quý vị. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Vậy thì Phương Mỹ Chi là một người đã trực tiếp sử dụng sản phẩm Great High, thì em có lời khuyên nào tới các bạn trẻ đang có mong muốn cải thiện chiều cao và vóc dáng của mình không? Phải nói là cái sản phẩm này nó vượt ngoài cái sức mong đợi của em và làm cho cái thể chất của em nó khỏe hơn, và kiểu mình lúc nào cũng năng động và cảm giác xương của mình rất là chắc khỏe, mình không có bị bẻ xương mà nghe rạc nữa, và chuột rút và thiếu ngủ này kia nọ nữa. Nếu các bạn mà muốn có một cái chiều cao và một cái vóc dáng cũng như là một cái sức khỏe mà như ý của mình hơn, thì Chi khuyên các bạn là nên dùng sản phẩm Great High. Giống như là sau này nếu mà mình muốn làm công an hay là người mẫu, thì cái chiều cao nó quyết định cái cơ hội của mình rất là nhiều. Cho nên là bản thân em là một ca sĩ, cho nên là ngoài cái giọng hát thì em cũng rất là quan tâm đến cái ngoại hình của mình, vì có một cái chiều cao mà vừa ý thì mình sẽ tự tin và mình sẽ tỏa sáng hơn rất là nhiều. Cảm ơn Phương Nghị Chi với những chia sẻ hết sức thiết thực. Thưa quý vị, canxi, vitamin D3 và vitamin K2 đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là đối với những trẻ đang ở trong độ tuổi dậy thì. Vì nếu được cung cấp đủ nhu cầu canxi cơ thể cần, trẻ sẽ đạt được chiều cao tối đa, tăng mật độ xương, tăng khối lượng xương, giúp trẻ có sức vóc và thể lực khỏe mạnh. Đồng thời thì cũng phòng tránh bệnh loãng xương và các vấn đề về xương khớp sau này. Nhưng mà nếu thừa canxi thì cũng sẽ dẫn đến việc trẻ bị táo bón, đau xương, buồn nôn và khiến cho trẻ giảm hấp thu các khoáng chất khác. Mong rằng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn về cách bổ sung canxi đúng cách. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai khách mời đã nhận lời tham dự chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.